Bao năm buôn gánh bán bưng đã quen với việc còng lưng sớm chiều, nhưng tôi vẫn quyết làm điều, quyết tâm đi học thêm nhiều chiêu hay. Vật nặng thì móc ngay đây, mai hoa trong đó ta bay vèo vèo. Tôi chính là người móc vật nặng trên người đi trên mai hoa thung. Xin cảm ơn. Cho em hỏi anh số 2, mình móc là mình móc làm sao? Dạ. Là mình móc bằng đúng cái cây mà anh cầm luôn á hả? Dạ không ạ. À. Mình móc là mình móc cái vật, cái lưỡi cá sấu nhỏ nó móc vào cổ thế này này. Móc vào cổ hả? Ủa vậy cái cổ mình có bị đang bị lủng không? Không. Ủa gì kỳ móc xong lủng? Mình sát trùng rồi nên thành ra là không có bị lủng. Yên tâm. Là móc xong rồi rút ra rồi nó tự liền lành lại hả? Dạ đúng rồi ạ. Ủa nó cũng giống như ví dụ mình móc thường xuyên nó phải có cái lỗ chứ ta? Nó sẽ lành. Chúc mừng này quá à. Thầy em là ai? Thầy em là Nguyễn Viết Tuấn, Thiên Môn Đạo. Thiên Môn Đạo à? Vâng, môn đấy ở Hà Nội. Thế mà môn đạo mà có dạy Múa Luân Sư Rồng mà? Có. Quá không? Có. Có. Thề đi, thề với anh đi. Thề có luôn. Thề có luôn. Bây giờ mỗi lần mà múa mà có bị trượt chân đi, mình phải xử lý thế nào? Nếu mà nỡ rơi á, mình rơi trên cao thì có người đỡ. À có người dưới à? Thế là tốt rồi. Hai người đỡ. Ừ, thì là tốt rồi. Mình. Nhưng mà chuyện gì xảy ra nếu thằng kia nó chạy ra không kịp? Sao nào? mình viện môn này đầu tiên là phải có võ công. Thành ra là có thể dùng đến nội công tay, chân và để đỡ đòn lên. À thế à? Nãy anh nói dùng cái móc để móc cái câu á, vậy có lủng cái lỗ không? Có lủng à. Là cái cổ anh có lủng á hả? Hiện tại thì em mới diễn khoảng 6 tháng trước, hiện tại thì nó đã lành rồi. Số 2, em giải thích xem mẹ số 4 nó đã bảo nó thủng sao mày không thủng? Không, nó chỉ thủng lúc đấy thôi, còn về là nó lành điên. Tại vì luyện khí công đẩy lên ép vào luôn. Ép vào luôn, ép vào luôn. Ép vào luôn. Cho anh hỏi, cái khí công kiểu gì mà đẩy thịt ra ngoài đường mà lấp đầy cái lỗ thủng của mày hả? Ép lên, đẩy lên được anh ạ. Có đẩy cái cổ mày lên chưa đâu ra mà đẩy thịt ra mà lấp đầy cái lỗ thủng. Số 1. Số 1. Số 2 nó nói đúng không? Có cái khí công nào mà ép cái là cái lỗ thủng nó đầy luôn không? Dạ kịch bản em có đưa cho nó đọc rồi mà nó sai quá. Kịch bản em có đưa cho nó đọc rồi mà nó sai quá. Số 2 ạ. Bây giờ mày đi làm mày lấy tiền người ta, tên người ta mày gọi nhầm. Thế bây giờ lỗ thủng mày bảo không thủng. Thế bây giờ mày muốn gì? Ăn bao nhiêu tiền nữa làm, có bao nhiêu đấy cũng làm sai là sao? Có học bài không? Có. Có. Có học bài không? Có học bài. Cắn lên là có học bài. Mình là người bí ẩn thật, thì việc gì mày phải học bài? Phải học bài phải trả bài cho ai? Không, mình phải học anh ạ. Mình phải học chứ. Vẫn phải học. Phải học chứ. Em là người bí ẩn thì cái môn đó là của em rồi thì học làm gì? Em thuộc hết chứ. Học để trau dồi thêm anh ạ. Dạ, em tên Đinh Đức Hoàng. Anh chị nhìn em mỏng manh thế này, em làm sao em móc vật nặng được? Chỉ có người ta móc em lên chứ. Không đủ khó còn cho ra chính ông thêm ông sâu nước nó ra nữa. Không thay đổi giao diện, không thay đổi giao diện luôn vẫn vậy. Chưa có gì. Trời ơi là trời. Ông móc từ vòng trước qua vòng này luôn mà. Ai là thành viên của nhóm nhảy đường phố triệu view? Ông đó. Đây, vị trí số 1, xin mời. Toàn phố đang lên đèn, mà lên đèn phải xuống phố để giải ngối trong cái đầu bể hợp số. Vì cuộc sống hàng ngày chất chứa quá nhiều tuần những là vết ôn. Giờ tôi đây là thành viên của nhóm nhảy đường phố triệu view. Yeah. Cảm ơn bạn. Anh Giang, vì sao khi Giang đi em đã không ôm lấy anh hỏi người? Vì sao em không thể treo kéo người múa giống bó bông? Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này? Là vì em nhảy nhót để dụ anh đó. Em chính là con nhóm nhảy đường phố triệu view. Nói đi. Hát đâu? Hát.
Chi vậy em? Cực cổ nhỏ bác trời không? Ok chi rồi cho trật vậy. Có hát lại không anh? Có hát lại không anh? Nhảy ở trong nhà thì không tiện lấy đà, nhảy trên sân khấu thì vẫn chưa đủ máu, nhảy ngoài đường phố thì rất là hầm hố. Vô. 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 Rồi nói câu cuối cùng nè. Tôi là thành viên của nhóm nhảy đường phố triệu view. Vô. 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 Đúng rồi. Hay quá. Là phải nhớ chữ vô. Hôm nay toàn là anh em với số 2 không. Mời giới thiệu nè. Nó đổ cái rào đi. Trong kênh mê, anh là chàng tỷ phú tỉnh cân lú, anh là chú bán hàng. Mua hàng chú? Không, không có tiền. Bán cả ngày mà chẳng được mấy ngàn. Thôi đi nhảy vô qua cơn Mỹ cực. Thôi. Là thành viên trong nhóm nhảy đường phố triệu view. Cảm ơn. Cuộc đời nó chán lắm quý vị. Trường phải mới nha. Khi còn thiếu nhi á thì em lại mua belly. Đến khi em cấp 3 thì em biết nhảy điệu cha cha cha. Đến khi em lập gia đình, em bắt đầu múa điệu cung đình. Và cuối cùng, khi em làm bố, em quyết định nhảy đường phố. Em chính là thành viên của nhóm nhảy đường phố triệu view. Nhảy đường phố thì có gì là sai? Nhảy đường phố gần gũi với thiên nhiên, an toàn với gia đình, không tốn đèn, không tốn điện, lại chẳng tốn ga. Tiện lợi như vậy, nhất định mình phải đi nhảy đường phố thôi. Tôi chính là thành viên nhóm nhảy đường phố triệu view. Cảm ơn bạn. Ủa, này hai người luôn hả? À, mời giới thiệu. Xong rồi em. Lần nay em 300. Ủa, vậy em 200. Ờ, tại móng tay em hơi dơ á, chị lấy khóe hơi lâu. Lấy 300. Móng tay em dơ á, là em phải đi khoan cắt bê tông ở ngoài đường, nên tay em mới dơ. Em lấy tiền, em tích góp, em nuôi ba, nuôi mẹ, nuôi em của em. Mà cái vấn đề ở đây em hiểu không? Là không phải là cái em khoan cắt cái gì, mà là cái thời gian á, chị ngồi chị vũa cho em nè. Vũa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con người đó kiếm tiền gì nuôi. Nó có nội chị, nuôi cha, gì đứa chồng, gì đứa con chị. Mắc cười em quá. Trời ơi. Bây giờ chị sao? Sao, nói chuyện có thay đổi gì nha. Nói chuyện không nghe gì nữa chưa? Vậy muốn bắt đầu từ nhảy. Vậy bắt đầu từ đâu? Chị không biết nữa. À, chị ngốc quá vậy chị. Hả? Chị bắt đầu từ đâu? Mà để đường chứ đâu. Rồi giờ thì sao? Giờ sao? Đi nhảy là đi không? Đi. Trường tôi là thành viên nhóm nhảy đường phố triệu quyết. Giờ có kịch chính thống luôn á. Cái màn kịch thật là nhân văn. Quá sâu sắc. Hai đứa diễn cà phê bệt ở đâu vậy? Hồ con rùa. Hồ con rùa. Cưng quá à. Dạ cảm ơn. Thưa quý vị, đã đến lúc Đạo ơi, đến em rồi. Bao năm buôn gánh bán bưng. Đã quen với việc còng lưng sớm chiều, nhưng tôi vẫn quyết làm điều, quyết tâm đi học thêm nhiều chiêu hay. Hoa thung tôi chẳng biết bay, nhưng nhảy đường phố thì tôi hay hơn nhiều. Tôi chính là thành viên của nhóm nhảy đường phố triệu view. Mời các chị hỏi thoải mái và tự nhiên. Số 9 ơi. Vẫn hỏi. Phải hỏi em thôi. Số 9 ơi. Dạ. Nhảy có bê cái thùng đấy không? Nhảy bê thùng nhìn nó mới có chất riêng. À chất riêng à? Là nhảy cũng bê cái thùng đấy à? Dạ, nhảy lúc nào cũng phải kề cái thùng phải thế này. Ừ hay chứ làm sao nó lặng thế này, làm sao mà nhảy? Nhảy được, nhảy thế này. Rồi mắc cái gì bê cái thùng? Đấy là đau ruột thừa. Nhưng mà nếu mà bỏ thùng ra có nhảy được không? Bỏ thùng ra, nhảy được. Đấy, em nhảy được. Này, được giả bao tiền mà bất làm đủ điều đấy. Em làm vì đam mê. Bố mẹ em có cấm cản gì không? Dạ không chị ơi, bố mẹ em rất là tôn trọng cái quyền đam mê của tụi em. Nhảy gì, tụi em nhảy gì? Dạ tụi em nhảy tất cả các thể loại luôn, bài nào trend là tụi em nhảy à. Chuyên về gì? Trời ơi, em chuyên hết á, anh muốn cái gì là em chịu à. Nhưng mà phải có một môn nào giỏi nhất chứ. Em hả?
Riêng em thì em nhảy hip hop freestyle. Freestyle là động tác nào là phổ biến nhất? Dạ, để em chỉ anh nha. Không biết. Cái này nè, cái này là khi người nước ngoài hỏi đường mình nè, quẹo trái quẹo phải, em hiểu không? Cái này đâu phải nhảy, nhảy gì đâu ấn quyệt kỳ vậy? Dạ. Này là gọi là pose dáng chụp hình thôi. Ừ. Sao dạ, vậy? Để em nhảy lại. Là cái khó khó rồi. Khó hơn, khó hơn đó. Là câu câu như vậy nè. Anh mê em quá à. Bây giờ nè, hỏi nè. Em có phải bạn em gái là bạn của Dương Chính không? Hả? À, hai đứa bay ở chung một nhà đúng chưa? Rồi bà chủ nhà có tính tiền phòng chưa? Rồi bữa nay bị đòi rồi cái tràn vô đây kiếm tiền thêm phải không? Dạ, tại sao anh biết hay vậy? Quý Hà. Anh số 9, anh thường nhảy ở đâu? Dạ, em nhảy bất kỳ chỗ nào cũng được. Nhà tắm em cũng nhảy được. Nói chung là chỗ nào mà thoáng là nhảy hết. Nhảy thôi. Nhảy một vài động tác cơ bản. Bây giờ vậy, nhảy là người ta có chuẩn bị trước rồi. Họ sẽ biểu diễn để chúng ta nhìn rồi đoán âm nhạc. Xin mời. Số 9 em là cái dạng hiếm luôn. Làm sao kiếm được em trên trái đất này? Nó dòm vô mặt kìa. Mời giới thiệu Mr. Nai. Dạ, em tên Đinh Đức Hoàng. Em thì em không biết nhảy freestyle, nhưng em biết rap freestyle thôi. Thử liền. Thử. Cho em chuyện chị Minh Tú để làm đề tài nhé. Rồi, hay quá trời ơi. Ê, mây là gió với con đây. Ê, em ở đây anh không thấy. Dạ, Minh Tú, em làm hoa đấy. Nhưng mà con tim ấy, anh không dám lấy đâu. Ớt. Bây giờ vậy nè, thật ra anh Thành cũng là người rất là ươm mầm tài năng. Anh Thành sẽ nhận tụi em, sẽ đầu tư giúp đỡ về tiền bạc như vật chất quần áo. Nhưng mà với điều kiện là phải cho các bạn số 9 vô nhóm. Đúng rồi. Cho số 9 vô mua. Trời ơi. Nhiều khi số 9 vô là có một cái nguồn cảm hứng nó khai thác đó. Được không? À, thà chết hả? Cảm ơn em.